con người không hạn cả mùa gì là thật đẹp như thế được không? Nam mô A Di Đà Phật, cùng thỉnh lại các vị chư thiện giá làm thánh chung chư thiện lại Đức Phật thường trụ Tam Bảo Quán Thế Âm Bồ Tát Sơn Thần Tứ Thành Hoàng Bản Thổ. Xin lại các vị, thế hôm nay Phật tử cộng thập chú mời các vị về đây đến xem chứng minh cầm Thank you.
Nam mô
Thần lũ ra thủy tịnh
pháp lực, phổ thi hạ tha chúng Phật tử, nguyện giải bảo mãn xả sam tham, tập thoát tu mình sinh tịnh độ, quy tam bảo phát bồ đề, cứu cánh tăng cảnh vô thượng đạo, thống nước vô biên tận vị lai, nhất thiết Phật tử đồng pháp lực, thần chú gia trì phát thi lực, phổ thi hạ tha chúng như tình. Phát nguyện giải bảo mãn xả sam tham, tập thoát tu mình sinh tịnh độ, quy tam bảo phát bồ đề, cứu cánh đắc thành vô thượng đạo, cấm nước vô biên tận vị lai, nhất thiết tỉnh đồng pháp lực, thần chú gia trì cam lộ tỷ, phổ thí hạ tha chúng cô hồn, nguyện giải bảo mãn xả sam tham, tập thoát tu mình sinh tịnh độ, quy tam bảo phát bồ đề, cứu cánh đắc thành vô thượng đạo, công đức vô biên tận vị lai, nhất thiết vô hồn đồng thoát thực, như đẳng Phật tử chúng, ngã kim khí như cúng, tử lực nguyên tập phương, nhất thiết Phật tử cộng, viện lý tử công đức, bổ phẩm ơn nhất thiết, ngã đẳng nữ Phật tử, giai cộng thành Phật đạo, như đẳng hữu tình chúng, ngã kim khí như cúng, tử lực nguyên tập phương, nhất thiết hữu tình cộng, viện lý tử công đức, bổ phẩm ơn nhất thiết, ngã đẳng nữ hữu tình, giai cộng thành Phật đạo, như đẳng vô hồn chúng, ngã kim khí như cúng, tử lực kỷ lực nguyễn tập phương nhất thiết cô hồn cộng nguyện lý tử công đức phổ cập ư nhất thiết ngã đẳng giữ cô hồn giai cộng thành vật tạo lý bộ giáo lực thân hồn án mục lực tham ta mà án mục lực án mục lực tham ta mà bổ cũng chẳng thân hồn án ngàn ngàn đúng chẳng bào bào bần nhật vào đây vẫn là bào bào bần nhật vào án ngàn ngàn đúng chẳng bào bào bần nhật vào án ngàn ngàn đúng chẳng bào bào bần nhật vào đúng chẳng bào bào bần nhật vào thủy tam tuần thành thủy